wait, stop, stop, this doesn't make sense. Hold up, wait, who are you? I am you. What? I am me. No sir, you are you. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sài Gòn Maker. Ngày hôm nay bên mình lại unbox một chiếc nón bảo hiểm full face cao cấp của thương hiệu LS2 có tên là LS2FF805 Full Carbon. Đây là chiếc nón bảo hiểm được xem là dòng nón cao cấp nhất của hãng. Khi mua chiếc nón, các bạn sẽ được tặng thêm một kính đen. Bởi vì chiếc nón này chỉ có một kính, cho nên là khi các bạn muốn xài kính đen thì các bạn phải thay thế vào. Thì đây là bạn nhân viên bên mình đang mở nón ra để chuẩn bị kiểm tra trước khi giao hàng đi cho khách. Phiên bản LS2FF805 này có 3 màu, trong đó màu carbon trơn, màu xanh vàng và màu này là màu trắng đỏ. Anh khách đặt chiếc nón này ở tận Đồng Nai, cho nên là trước khi giao hàng cho khách bên mình luôn kiểm tra cẩn thận trước khi giao hàng. Mua chiếc nón này ngoài tặng kèm kính ra, các bạn còn được tặng kèm thêm một đôi găng tay của chính Biker tài trợ. Ngoài ra trong chương trình của nón bảo hiểm này còn được tặng kèm thêm một cái túi pin lock và các phụ kiện cơ bản. Trong nón này được làm 100% bằng carbon, phía bên trong làm kết hợp bằng da và lớp mút, được sử dụng hệ thống khóa Double D cao cấp. Bên cạnh đó, trọng lượng của nón rất là nhẹ, chỉ khoảng 1.300-1.450g, tiêu chuẩn ECE 2205 và DOT xuất hàng đi châu Âu và châu Mỹ. Thiết kế của phần kính đã làm tối giản hơn và dễ sử dụng hơn. Khi tháo ra thì các bạn chỉ cần một con vít nhỏ gạt ra để vặn ra và thay vào kính đen. Hiện tại thì sản phẩm này đang có mặt tại chi nhánh 1 Biker Sài Gòn tại quận 8 và chi nhánh 2 88 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp. Thì các bạn nếu có nhu cầu hãy inbox vào shop sẽ được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.